Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Trong video này mình sẽ trình bày về các thuốc cường hệ adrenergic. Trước khi tìm hiểu về các thuốc trong nhóm này, chúng ta sẽ tìm hiểu về quá trình vận chuyển của catecolamin tại tận cùng dây giao cảm. Trong quá trình này thì sẽ có 5 bước chính. Bước thứ nhất, tyrosine được vận chuyển vào đầu tận cùng dây giao cảm nhờ chất vận chuyển phụ thuộc natri cộng tiếp theo tyrosine được hydroxy hóa bởi enzyme tyrosine hydroxylase thành L-dopa hoặc levodopa sau đó L-dopa được chuyển thành dopamine nhờ enzyme decarboxylase bước thứ hai dopamine vào túi dự trữ trong túi dự trữ này thì dopamine bị enzyme dopamine beta hydroxylase chuyển thành noradrenaline Bước thứ ba, điện thế hoạt động mở kênh canxi, canxi 2 cộng vào tế bào, giải phóng noradrenalin từ túi dự trữ ra khe synap. Bước thứ tư, noradrenalin sẽ liên kết với các receptor tại màng sau synap, tạo tín hiệu đáp ứng. Một phần noradrenalin cũng liên kết với các receptor trước synap, dẫn đến giảm giải phóng noradrenalin. Bước thứ năm, noradrenaline cũng được giải phóng vào tuần hoàn để tác dụng ở xa hơn, rồi bị chuyển hóa bởi catechol o viết tắt là COMT và phần lớn trên 80% sẽ được thu hồi lại vào trong tế bào thần kinh. Một phần sẽ vào các túi dự trữ để sử dụng trong tương lai. Một phần bị mất hoạt tính ngay trong bào tương bởi monoamine oxidase viết tắt là MAO. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về các receptor của hệ adrenergic. Như chúng ta đã biết thì adrenaline và noradrenaline sau khi được giải phóng sẽ liên kết với các receptor của hệ adrenergic. Ta có hai loại receptor đó chính là alpha và beta. Đầu tiên là các receptor alpha. Có hai loại receptor alpha là alpha 1 và alpha 2. Alpha 1 là các thụ thể liên kết với protein GQ nó kích thích làm tăng canxi nội bào thông qua hai chất trung gian diacylglycerol viết tắt là DAG và inositol triphosphate viết tắt là IP3. Các bạn có thể xem lại phần receptor trong video dược lực học. Khi được kích thích, các cơ trơn thành mạch co thắt, cơ trơn sinh dục tiết niệu co thắt, nhưng ở cơ trơn ruột thì lại ưu cực hóa và giãn, ở gan thì hủy glycogen dẫn đến tân tạo đường ở tim thì tăng co bóp gây loạn nhịp ở thận thì ức chế renin tóm lại là khi ta kích thích trên receptor alpha 1 bạn cứ tưởng tượng cơ thể mình như đang ở trạng thái chiến đấu lúc đó cơ thể cần nhiều năng lượng gan sẽ tăng tạo đường mất cảm giác buồn tiểu vân vân khác với alpha 1 alpha 2 là thụ thể liên kết với protein gi nó có mặt ở tận cùng sợi thần kinh khi được kích thích, nó làm giảm tiết noradrenaline bằng cách giảm sản xuất CAMP. Ngoài ra, alpha 2 còn có mặt trên các tế bào beta của đảo tụy. Khi kích thích làm giảm tiết insulin, ở tiểu cầu sẽ gây ngừng kết, các cơ trơn thành mạch thì sẽ co lại. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về các receptor beta. Receptor beta là receptor liên kết với thụ thể GS. Có ba loại đó chính là beta 1, beta 2 và beta 3. Beta 1 tác dụng trên tim và chuyển hóa mỡ. Trên tim thì làm tăng tần số, biên độ và tốc độ dẫn truyền nhĩ thất, trên thận thì lại tăng tiết renin. Beta 2 thì có tác dụng làm giãn mạch, giãn đường thở và chuyển hóa đường. Trên cơ trơn như mạch khí quản, ruột khi bị kích thích thì sẽ làm giãn trên gan thì hủy glycogen và tân tạo đường. Beta 3 thì lại có nhiều trên mô mỡ, khi bị kích thích sẽ làm hủy lipid. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về các thuốc cường hệ giao cảm. Các thuốc trong nhóm này thì lại được chia làm 3 loại, đó là các thuốc tác dụng trực tiếp hỗn hợp, các thuốc tác dụng trực tiếp có chọn lọc và cuối cùng là các thuốc tác dụng gián tiếp. Đầu tiên là các loại thuốc tác dụng trực tiếp hỗn hợp. Các thuốc này thì tác dụng trên cả receptor alpha và beta. Đầu tiên là adrenaline, là hormone của tủy tượng thận lấy ở động vật hoặc tổng hợp. Trên tim mạch, adrenaline làm tim đập nhanh, mạnh do tác dụng trên receptor beta, làm tăng huyết áp, làm co mạch ở một số vùng như mạch da, mạch tạng nhưng lại gây giãn mạch ở một số vùng khác, ví dụ như mạch cơ vân, mạch phổi, vân vân. Trên phế quản thì ít tác dụng trên người bình thường. Trên người bị có thắt phế quản do hen thì adrenaline làm giãn mạch rất mạnh, kèm theo đó là co mạch niêm mạc phế quản làm giảm phù cho nên ảnh hưởng rất tốt tới tình trạng của bệnh, bị mất tác dụng rất nhanh với những lần sau nên không nên dùng để cắt cơn hen. Trên chuyển hóa, adrenaline làm tăng hủy glycogen gan, làm tăng gluco máu, làm tăng axit béo tự do trong máu, tăng chuyển hóa cơ bản và tăng sử dụng oxy của mô. Thứ hai là noradrenaline. Thuốc này thì được chỉ định trong một số tình trạng sốc nhiễm độc, sốc nhiễm khuẩn, sốc do dị ứng, vân vân là chất dẫn truyền thần kinh của các sợi hậu hạch giao cảm, tác dụng mạnh trên các receptor alpha nhưng lại rất yếu trên beta làm co mạch mạnh, tăng huyết áp tối thiểu và tăng huyết áp trung bình, làm giảm lượng catecholamine tiêm vào tính não thất, ức chế tác dụng giảm đau của morphine. Thứ ba chính là dopamine, là chất tiền thân của noradrenaline và là chất trung gian hóa học của hệ dopaminergic. Trên hệ tim mạch thì tác dụng phụ thuộc vào liều Liều thấp từ 1 đến 2 microgram trên kg trên phút được gọi là liều thận tác dụng chủ yếu trên receptor dopaminergic D1, làm giãn mạch thận, mạch tạng và mạch vành, chỉ định tốt trong sốc do suy tim hoặc do giảm thể tích máu. Liều trung bình lớn hơn 2 đến 10 microgram trên kg trên phút, tác dụng trên receptor beta 1, làm tăng biên độ và tần số tim. Liều cao trên 10 microgram trên kg trên phút, tác dụng trên receptor alpha 1, gây co mạch tăng huyết áp. Nhóm thuốc thứ hai là loại tác dụng trực tiếp có chọn lọc. Đó là các thuốc tác dụng chọn lọc trên các receptor alpha và beta. Đầu tiên là các thuốc cường alpha 1. Thứ nhất trong nhóm này đó chính là metaraminol, làm co mạch và lâu hơn adrenaline, làm tăng dương lực co bóp của cơ tim, ít làm thay đổi nhịp tim, không kích thích thần kinh trung ương, không ảnh hưởng đến truyền hóa được dùng trong trường hợp hạ huyết áp đột ngột do chấn thương, nhiễm khuẩn và sốc. Thứ hai là phenylephrine, làm co mạch tăng huyết áp kéo dài nhưng không mạnh bằng noradrenaline, được chỉ định trong các trường hợp hạ huyết áp trong tình trạng sốc. Ngoài ra, nó còn được dùng để chống sung huyết và giãn đồng tử trong một số chế phẩm chuyên khoa. Tiếp theo là các thuốc cường alpha 2. Thuốc duy nhất trong nhóm này đó chính là conolidin, có tác dụng cường alpha 2 trung ương, ít ở ngoại biên, được sử dụng trong các trường hợp tăng huyết áp thể vừa và nặng. Có thể dùng trong cai nghiện ma túy vì làm giảm được các triệu chứng cường giao cảm của hội chứng các thuốc và giảm thèm thuốc. Thứ ba là các thuốc cường beta 1. Thứ nhất đó chính là isoproterenol, được dùng trong các trường hợp nhịp tim chậm thường xuyên, nghẽn nhĩ thất hoàn toàn, loạn nhịp do nhồi máu cơ tim. Thứ hai là dubotamin, công thức gần giống dopamine, tác dụng ưu tiên trên beta 1 và được chỉ định trong các trường hợp suy tim cấp sau mổ tim, nhồi máu cơ tim. Nhóm thuốc thứ tư là các thuốc cường beta 2, các thuốc này thì có tác dụng giãn mạch, giãn phế quản, dùng chữa hen như tebutalin, abuterol, trên tử cung có thai thì làm giảm co bóp được dùng chống dọa sảy thai như Ritodrine. Nhóm thuốc cuối cùng là loại cường giao cảm gián tiếp. Các thuốc trong nhóm này thì có tác dụng gián tiếp làm giải phóng catecholamine ra khỏi nơi dự trữ hoặc ngăn chặn no tái hấp thu vào trong tế bào hoặc ngăn chặn sự suy thái do MGMAO gây ra. Thuốc đầu tiên trong nhóm này đó chính là Ephedrine trên tim mạch so với no adrenaline tác dụng chậm và yếu hơn 100 lần nhưng kéo dài hơn tới 10 lần làm tăng huyết áp do co mạch và kích thích trực tiếp trên tim. Kích thích hô hấp trong khi gây tê tủy sống trong nhiễm độc rượu morphine barbiturate Kích thích trung tâm hô hấp ở hải não và làm giãn phế quản dùng để cắt cơn hen, tác dụng tốt trên trẻ em. Trên thần kinh trung ương thì với liều cao gây mất ngủ, bồn chồn run và tăng hô hấp. Thứ hai là amphetamin, tác dụng dược lý theo kiểu eferin, gián tiếp giải phóng noradrenaline, nhưng thuốc này thấm vào thần kinh trung ương nhanh, tác dụng kích thích mạnh khí sắc và sự nhanh nhẹn do tác động lên vỏ não và hệ liên võng hoạt hóa, vì thế được xếp vào loại doping Ngoài ra còn có tác dụng gây chán ăn dùng để chống béo phì. Cuối cùng trong nhóm này đó chính là pheninpropanolamin, ít tác dụng trung ương hơn, ở ngoại biên tác dụng co mạch thường được dùng để chống ngạt mũi là thuốc phối hợp trong các thuốc chống cảm cúm như atosin Decongen. Tuy nhiên gần đây thấy nhiều tác dụng phụ trên tim mạch nên có xu hướng không dùng nữa.